Ngày hôm nay, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị lần thứ 3 mở rộng để bổ sung quy hoạch cán bộ và thông qua hai nghị quyết quan trọng là xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, hội nghị lần này tập trung thảo luận về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Hội nghị dành phần lớn thời gian bàn và ra nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao và xứng tầm là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Điều chỉnh nội dung chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác. Với mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là trung tâm lớn của khu vực miền Trung và là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước về văn hóa du lịch và giáo dục đào tạo đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao, đòi hỏi có sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đồng sức đồng lòng của toàn đảng bộ, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân mà trước hết và quan trọng nhất là của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, tôi đề nghị Tỉnh ủy trên cơ sở báo cáo tổng kết tờ trình của Ban Thường vụ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân của hạn chế, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện, làm rõ được các thành tố văn hóa, du lịch đặc sắc, trung tâm đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, nhất là vấn đề về chất lượng cao. Từ đó tìm ra các giải pháp tối ưu, đột phá cho giai đoạn sắp tới, làm sao có thể biến tiềm năng, lợi thế của địa phương cùng với cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh thành kết quả hiện thực trong cuộc sống. Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến quan trọng về các tờ trình xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục đào tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tờ trình về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa du lịch, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Với tầm quan trọng của các nghị quyết lần này, để thuận lợi và có nhiều ý kiến tham gia, hội nghị đã chia thành 4 tổ để tập trung thảo luận cho các tờ trình quan trọng trên. Theo tờ trình về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục đào tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu đặt ra là đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, phát triển Đại học Huế trở thành đại học quốc gia, xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có trọng tâm, trọng điểm, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành lĩnh vực có lợi thế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh mới. Yêu cầu cấp thiết về nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng di sản, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là phát triển Đại học Huế trở thành đại học quốc gia theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu nằm trong top 300 các trường đại học hàng đầu châu Á, hoàn thiện khu đô thị Đại học Huế với đầy đủ công năng, phát triển trường Đại học Y Dược Huế theo mô hình trường viện cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế. Xây dựng Học viện Âm nhạc Huế xứng tầm là một trong 3 cơ sở đào tạo nghiên cứu sáng tác và biểu diễn có uy tín thương hiệu của cả nước. Phát triển từ 1 đến 2 trường cao đẳng chất lượng cao. Xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương trở thành trường kiểu mẫu chất lượng cao của toàn quốc. Góp ý cho tờ trình này, Giám đốc Sở Tài chính Phan Quỷ Phương đề nghị bổ sung thêm những chỉ tiêu cụ thể hơn. Về cái mục tiêu đối với cái đề án giáo dục á, đa ngành đa lĩnh vực á, thì đề nghị là trong cái mục tiêu cụ thể dùng các chỉ tiêu thì bây giờ là đề nghị trong cái phần mà đánh giá tình hình thực hiện á, đề nghị chúng ta nêu các cái chỉ tiêu mà chúng ta đã đạt được. Đấy, để khi đưa vào cái mục tiêu cụ thể và cái chỉ tiêu phấn đấu cho cái đợt tới ạ, để xem thì xem có khả năng hay không, thuyết phục hay không, và để đạt được như thế này thì trong cái phần giải pháp cụ thể
thì như thế nào để đạt được. Ví dụ tôi nói ví dụ như mục tiêu cụ thể đề nghị là phấn đấu là top 300 các trường đại học hàng đầu châu Á, thì hiện bây giờ là đã có đánh giá từ 400 đến 500. Cái đợt vừa rồi, cái giai đoạn vừa rồi 400 đến 500, bây giờ giai đoạn tiếp theo là 300, thì như thế nào? Quán triệt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết 54 NQTVK của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 69 của tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước. Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của cả nước. Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố văn hóa ASEAN, thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố bền vững môi trường ASEAN và đạt danh hiệu thành phố sáng tạo về văn hóa. Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa du lịch lớn đặc sắc của khu vực Đông Nam Á, là tiền đề để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm văn hóa du lịch lớn đặc sắc, thành phố Festival của châu Á vào năm 2045. Góp ý cho tờ trình này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền Trần Quốc Thắng cho rằng cần bổ sung thêm đẩy mạnh tăng cường phát triển du lịch đầm phá Thừa Thiên Huế. Chúng ta biết là chúng ta có cái lợi thế lớn về cái đầm phá Tam Giang cầu 2. Cho nên là trong cái vấn đề này thì quan tâm về phát triển hạ tầng của vùng ven đầm phá Tam Giang cầu 2. Và cụ thể là chúng ta là có thể hoạch định để mà có cái kế hoạch xây dựng cái tuyến đường ven phá phục vụ cho phát triển kinh tế đầm phá. Hai tờ trình lấy ý kiến lần này có nội dung hết sức quan trọng. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với không khí thảo luận sôi nổi, đã có trên 35 lượt ý kiến đóng góp. Hầu hết các ý kiến bày tỏ nhất trí cao với các nội dung của Ban Thường vụ trình bày tại hội nghị và cho rằng cả báo cáo, tờ trình, chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng nghiêm túc. Nhiều ý kiến đã đi sâu phân tích đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất nhiều chủ trương giải pháp quan trọng sẽ được Ban Thường vụ tỉnh ủy ghi nhận, tổng hợp, điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để ban hành triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm lớn của cả nước về giáo dục đào tạo và văn hóa du lịch. Cùng tại kỳ họp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Sau khi nghe Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Phan Xuân Toàn trình bày chi tiết về nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đội ngũ cán bộ chủ chốt đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn để bổ sung vào quy hoạch Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị đã giới thiệu 8 cán bộ bổ sung quy hoạch vào Ban Thường vụ tỉnh ủy, 3 cán bộ bổ sung quy hoạch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để sắp xếp kiện toàn lại công tác cán bộ của tỉnh.